Quý vị và các bạn thân mến, máy xúc đào Hitachi đến từ Nhật Bản là một trong những thương hiệu máy xúc đào nổi tiếng trên thế giới và được các chuyên gia trong ngành xây dựng đánh giá rất cao. Vì chất lượng cao cấp, hiệu quả làm việc tốt, máy xúc đào của thương hiệu Hitachi còn được đánh giá bởi độ bền rất tốt. Máy xúc đào Hitachi gồm có hai dòng chính là bánh xích, bánh lốp. Về nguyên tắc làm việc thì máy xúc này được chia thành hai loại máy xúc thủy lực và máy xúc truyền động cáp, cũng như là nhóm máy đào một gầu. Phân loại máy xúc còn theo dạng gầu chia thành máy xúc gầu sắp và máy xúc gầu bữa. Trong xây dựng, máy xúc đào Hitachi là một máy chính trong công tác đất. Ngoài ra, máy xúc còn tham gia vào các hoạt động như là giải phóng mặt bằng, bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phá vỡ các công trình, đóng cừ tràm, đào đất sang lấp ao, vân vân. Về cấu tạo, người ta thấy rằng máy xúc đào Hitachi gồm có một động cơ, một tay cần, gầu đào cabin gắn trên một pump quay. Hệ thống thủy lực trên máy xúc đào gồm một số chi tiết như sau. Thứ nhất là thùng dầu thủy lực, kế đến là bơm thủy lực, cụm van phân phối chính, các van điều khiển, motor quay toa, motor di chuyển, các xi lanh thủy lực, đường ống dẫn dầu, lọc dầu thủy lực, kết là mát dầu thủy lực, vân vân. Về nguyên lý làm việc của máy xúc đào như sau. Khi động cơ hoạt động, công suất được truyền qua bánh đà đến bơm thủy lực, làm cho bơm thủy lực làm việc, hút dầu từ thùng dầu và đẩy lên cục van phân phối chính. Trên cabin, người vận hành sẽ tác động đến các cần điều khiển trên thiết bị công tác, quay toa, di chuyển. Khi có sự tác động của người vận hành, một dòng dầu điều khiển sẽ được mở đi đến cụm van phân phối chính. Dòng dầu điều khiển này có tác dụng đóng mở cụm van phân phối tương ứng cho thiết bị công tác như quay toa, di chuyển. Đường dầu chính đến các xi lanh cần, tay gầu hoặc gầu, vân vân. Như vậy, thiết bị công tác có thể làm việc theo ý muốn của người vận hành. Đường dầu đi đến motor quay toa hoặc motor di chuyển làm cho các motor này quay. Motor quay sẽ kéo cho toa quay hoặc bánh xích thông qua đường cuối và bánh xích làm cho xe di chuyển được. Đường dầu trước khi về thùng được làm mát, kết mát và được lọc bẩn ở lọc dầu thủy lực. Áp lực của hệ thống thủy lực được giới hạn bởi van an toàn. Thông thường van này lắp ở van phân phối chính. Khi áp lực hệ thống đạt đến giới hạn của van thì van sẽ mở ra và cho dầu chảy về thùng. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn, đây là dòng máy đào thủy lực Hitachi bánh xích gầu sắp có dung tích 0,5 mét khối đang thi công đào đất sàn lấp ao.